Rồi chào các bạn, bữa hôm qua mình quay chẹt, bữa nay có hai ông khách lên coi các bạn. Đó, thì chẹt này có cặp gầu không có máy ủi nè, giá 40. Chẹt sến toàn bộ luôn các bạn. Hôm nay có khách lên coi. Chẹt anh em thấy là lắp giò lắp bọng rồi xong xuôi hết trơn anh em. Cây nè, dùng kiên giang lên mua thì bây giờ dùng kiên giang vẫn dùng nước mặn, người ta lên đây nó mua các bạn ơi. Đó. Thì để mình xuống quay kỹ lại cho anh em nghe, nhà này chưa lót nhôm nghe. Không máy ủi nha các bạn. Được không? Cái này là chỉ có sữa thôi. Mới lắp máy nữa. Ông nghe ông chủ chẹt này là ông đóng chai, ông nhận chét chẹt rồi đó. Chẹt này lúc trước ông có máy cắt ông đi nữa nè. Có cặp cầu dài khoảng 1m7, 1m8 gì á. Đi máy cắt á. Rồi các bạn, bữa nay là quý cọc cái chẹt mình đăng bữa hôm qua, bữa nay khách lên nhận cọc nha. Anh này anh Ngọ Anh với anh sư phụ rồi đây là anh chủ chẹt các bạn. Cái này mình quay để làm một tiếng mình đăng lên trên ấy luôn nha. Cầu này có gì dở ra trò anh cho quay lại mình cho nó ấy. Rồi ok, rồi chẹt đã bán xong nha anh em.